Cái người niệm Phật mà đụng chuyện á, mà biết mình niệm Phật sao nghe. Nó hồi trưa nhà Đức đi về gặp cái bà đó, bà chạy theo. Thế biết bà làm gì không? Bà nắm cái vạt áo phía sau bà gịch. Mình thì mình đi, mình nói tranh thủ về, nóng quá, nắng quá. Bà phía sau thấy cái vạt áo bay bay phía sau, bà nắm, bà gịch lại. Bà nói, ủa, thằng nào gịch áo tao kỹ vậy? Nó thằng nào gịch áo tao kỵ vậy? Đi càng 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 bảo sao mà gịch. Nói, buông ra. Chàng ơi, quay lại bả làm nè. Ủa sao kỵ cô, sao gịch áo thầy kỵ cô? Nói, thích. Nói câu dễ thương ghê. Sao gịch áo kỵ cô? Thích. Rồi xong những Đức nói, có ai thích bị quýnh chưa? Tự nhiên ta đi gịch áo, ta hỏi sao gịch áo kỵ cô? Thích. Ngộ ghê. Rồi xong rồi quay lại mà thấy cũng sùng sồn. Hiểu sùng sồn không? Sùng sồn. Rồi bây giờ thích gì là sao? Mình hỏi lại chứ. Hỏi thích gì là sao? Bà nói, muốn sao tính sao? Mệt ghê, đúng là gặp cao thủ quý vị. Xong mấy chú kêu, buông ra cho thầy về cô ơi, thầy ngồi từ sớm giờ mệt quá. Bà nói, không. Đúng là gặp cao thủ. Rồi xong nhà Đức nói, thôi vậy thì cứ nắm áo rồi đi về. Thì chứ sao giờ không lẽ mình đứng cầu cưa ngoài đường chi. Mình kêu, vậy thì thôi nắm áo đi về chung. Rồi xong rồi đi về tới phòng. Rồi xong rồi hỏi, bây giờ tới phòng rồi sao? Rồi xong nhà Đức nói, thôi tới phòng rồi đi kiếm cơm ăn đi. Bà nói, không. Ngủ cái chuyện. Rồi xong nhà Đức hỏi, giờ sao? Bà nói, thầy tính sao thì chiều vậy? Mệt ghê. Đúng là gọc cao thủ quý vị ơi. Này cao thủ thiệt đó quý vị. Quá gan. Đúng không? Nhân Đức nói ho gì lên phòng. À! Mình hù bả. Cuối cùng mới nói đi. À, thôi chịu thua. Thôi được không? Buông ra đi tôi đi về. Tôi giờ không có giỡn nó buông ra. Rồi lúc đó mới đi lấy cơm ăn. Quý vị coi cái lúc đó quý vị mới biết được quý vị tu sao. Đúng không? Mà ngồi ở đây nguyên buổi sáng nó cũng đuối rồi đó. Mà đi về mà gặp vậy đó, quý vị thấy thì sao? Gặp quý vị la lối qua, quý vị kêu mấy chú gịch áo đồ ra đúng không? Cậu này thôi cầm cái áo đi về tới phòng. Mà về tới phòng không chịu buông ra. Kinh chưa? Nó dễ thương ghê. Vậy mà đang ngồi ở đây cười kìa. Để nói gì có biết ai đâu quý vị. Nó ngồi cười mặt thấy ghét ghê. Thấy không? Được cái này. Đó. Thì quý vị biết rằng cảnh giới chư hương linh đang cần quý vị làm cái gì biết không? Đang cần quý vị nghe mà tâm hoan hỷ vui vẻ. Lấy cái tâm hoan hỷ vui vẻ này để hồi hướng cầu siêu cho người ta. Quý vị biết á, người ta tụng kinh niệm Phật trì chú hay làm bất cứ một phương pháp nào trong nhà Phật kia cũng đều là sanh cái tâm hoan hỷ làm chính. Nhưng quý vị thấy cái cách giảng pháp này làm cho quý vị vui rõ ràng không? Mà làm cho cái pháp hội hoàn toàn có người phấn chấn lên liền. Hồi nãy như Đức mới vô nghe Đức nhìn có nhiều cô gì nè. Mà mấy bà cười gì nè. Giống như lỡ khóc lỡ cười quý vị. Tội nghiệp chắc ngồi từ nguyên buổi trưa giờ không ngủ. Vô thấy mặt mày, mắt mũi gì thấy tèm lem tút nhút. Giống như không chảy đầu chảy cổ gì luôn. Có nhiều bà nóng quá cỡ áo choàng luôn. Giống bà ngồi lâu quá quý vị. Ngồi suốt luôn. Bước vô thấy bà nào bà nói gì nè.
mà cư gì nè. Vậy mà nãy giờ Đức nói chuyện tự nhiên con người nó tự nhiên nó hừng hực cái tâm lên rõ ràng quý vị. Đó. Thì quý vị coi một cái ngôi chùa mà đông người ta đến, cái nguyên lý cực kỳ quan trọng luôn là cái gì? Thuyết pháp. Như vậy thì nhiều chùa mà người ta không đến là vì sao? Không thuyết pháp. Thấy không? Mà nếu thuyết pháp cao siêu thì người ta cũng không đến luôn. Bây giờ như Đức hỏi vì một cái dĩa đồ ăn ngon mà để thiệt là cao, người ta đến mà người ta muốn ăn mà không lấy được, vậy có ai đến không? Thì bây giờ Phật pháp cũng vậy. Quý vị đưa cái mà cho người ta cảm nhận được, cảm thọ được và hiểu được và làm được thì tức khắc người ta thích. Đó. Nên cái quan trọng cực kỳ của cái người tu hành mình là khi gặp cảnh duyên thuận nghịch. Con người chúng ta thì thường cầu cái thuận, thuận thì dính mắc, nó cũng thành nghịch, thấy chưa? Mà nghịch mà buồn phiền rồi nó cũng nghịch luôn. Nên hai vị trí nó đều nghịch hết. Nên cái người tu hành cái cực kỳ quan trọng luôn là cái lúc mà quý vị đi đến một cái pháp hội cực kỳ đông như vậy, quý vị mới kiểm định được cái tu hành quý vị làm sao. Nhớ nghe. À, nên trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói rằng một ngày một đêm ở cõi Ta Bà tu bằng 100 năm ở thế giới cực lạc. Mà tu sao mới là 100 năm ở thế giới cực lạc? Nè, đấy, chặt chọi nóng nực, ngủ nghê nằm dưới đất, ăn chay nằm đất, đúng không? Nhiệt liệt hết mình. Rồi tu thì nhiệt tình tu, nghe pháp nhiệt tình nghe pháp, hát nhiệt tình nghe hát, lại Quan Âm nhiệt tình lại Quan Âm, lễ Di Đà nhiệt tình lễ Di Đà, nhập cảnh nhập duyên. Đây gọi là một ngày một đêm bằng 100 năm ở thế giới cực lạc. Nghe không? Nhiệt liệt hết mình tu phước tu duyên. Đó. Sẵn dịp mình đi về đây, bản thân mỗi người chúng ta nhớ cái công của Hòa Thượng xây chùa rất là lớn. Bây giờ ngày 83 tuổi mà ngài còn lọ mọ, ngày qua bên miếng đất bên kia, hồi sáng giờ đi qua bển quằng quằng cái miếng đất bên kia bịch. Đúng là mỗi người có cái nghề quý vị. Thì những Đức thì quằng theo quý vị đi nhà giảng pháp, Hòa Thượng thì quằng cái miếng đất bên kia xây chùa, quằng quằng miếng đất bên kia để xây chùa quý vị. Mà bây giờ những Đức hỏi quý vị, bây giờ xây chùa thì cần cái gì? Tiền thì mới xây chùa. Chứ bây giờ quý vị coi cái nhà này mọc lên gì? Nó không có tiền sao nó mọc? Không lẽ tự nhiên nó mọc? Thế giới cực lạc thì nguyện, phát nguyện hình thành. Cõi Ta Bà là gì? Phát tâm là phải có tiền mới hình thành. Đúng quý vị? Bây giờ như Đức hỏi quý vị ở nhà cắt một cái căn nhà thôi quý vị đã lo cỡ nào chưa? Bây giờ Hòa Thượng ngày cắt chùa gì, chùa cắt như vậy, thì như Đức hỏi quý vị Hòa Thượng ngày lo tiền cỡ nào? Đúng không? Bây giờ mình đi về chùa cái chuyện này thì phải cần có người nói cho mình nghe. Không lẽ Hòa Thượng xây chùa ngày nói kỳ quá, mà tuổi ngày lớn vậy rồi, bản thân của chúng ta của ít lòng nhiều, mấy cái thùng tam bảo xung quanh đây mình bỏ đại vô đi, bỏ vô cho Hòa Thượng xây chùa, khỏi đưa cho những Đức. Bây giờ những Đức chia sẻ Phật pháp gì, nói chuyện Phật pháp gì, nói xong rồi tự nhiên tập trung lại đưa tiền. Quý vị thấy bao nhiêu con người người ta nhìn. Thôi bây giờ mình có tiền mình cũng đưa cho Hòa Thượng xây chùa. Thôi quý vị bỏ vô đây đi, để cho thầy Nhân Quang ông điếm ra ông đưa cho Hòa Thượng để mà Hòa Thượng xây chùa. Đúng không? Xung quanh đây nè. Nó rồi sau lưng những Đức có mấy cái thùng này bỏ đại vô đi. Cúng dường xây ngôi chùa 4, đạo tràng 4, thấy không? Chân thật nhiệt tình của ít lòng nhiều, nhiệt tình hết mình cúng dường để Hòa Thượng xây chùa, phóng sanh, làm việc Phật sự. Đó là cái mà chúng ta tu tạo phước điền. Nghe không? Tu tạo phước điền quý vị à. Nên mỗi một người chúng ta nhiệt tình hết mình để mà mình làm việc này. Quý vị nhớ nghe, những cái ngày lễ như Đức chia sẻ Phật pháp nghe, những Đức sẽ không bao giờ chịu cái chuyện mà quý vị khi những Đức bước ra nghe mà tập trung người lại cúng dường. Mà quý vị thấy cũng nhiều người bị cái vụ này đúng không? Ta đi khất thực đường phố đồ vẫn bị đó, thấy chưa?
thôi mình. Những đức bây giờ cũng đang có tiếng tâm, quý vị giúp cho những đức bình yên, thấy không? Đừng có gì, cứ cúng dường cái gì bỏ vô thùng tam bảo là xong. Cháu thử thấy chưa? Mỗi một người chúng ta đi đến đây có cơ hội, biết đâu quan năm mình đi đến đây, hay là vài tháng nữa lễ mình đi đến đây là mình thấy cái ngôi chùa đạo tràng 4 nó xuất hiện rồi đó. Hòa thượng xây nhanh lắm nghe, cái ngôi chùa ở dưới kia mà nói xây có 4 tháng là xong rồi đó. Xây có 4 tháng là xong rồi đó. Nó xây nhiệt tình, xây cực lực, xây hết mình. Tại vì lớn tuổi già quý vị, bây giờ làm cái gì phải tranh thủ đó. Nên cái đó là cái mà những đức khuyên quý vị tu phước tu duyên đó. Còn riêng bản thân những đức là lễ dưới Quan Âm này xong á, là lay quay những đức sẽ làm chương trình người mù. Người mù tiếp tục đi. Có nhiều người nói rằng thầy ơi thầy, chàng ơi xây chùa mà thầy để dành tiền xây chùa đi, sao mà thầy làm nhiều chuyện quý vị? Làm nhiều chuyện thì mới có. Quý vị coi, nếu như mà chúng ta mà lo quy vào cái chuyện xây chùa không á, là mình không có làm gì chứ. Vậy quý vị coi chương trình lễ hội những đức tổ chức á, quý vị làm trưởng đoàn thì dẫn ta đi dễ không? Nói cho quý vị biết chứ, đi lợi tu là quan trọng. Có nhiều người nói lợi tu là quan trọng rồi, chứ cái máy niệm Phật đó có nhiêu tiền đó mua lúc nào mà không được. Nhưng quý vị nhớ nghe, đây là món quà tinh thần ai cũng đang cần. Cho quý vị biết á, 100% luôn đó. Bây giờ đa phần luôn á, ở đây ngồi ở đây những đứa hỏi thật lòng quý vị, ai thích chiếc máy niệm Phật ngày mai đưa tay coi. Thì coi thấy chưa? Để tay xuống đi. Bây giờ mà thử mà những đức nói đi, ngày mai lễ Quan Âm xong á không có máy niệm Phật. Nghe như vậy một cái là chiều nay lễ cũng mệt mà ngày mai lễ cũng mệt. Tự nhiên đi á, dắt cái áo chàng lên vai đi. Biết rằng ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Nhưng mà cái công cái quả nó kế bên, tự nhiên trong lòng người ta thấy vui dữ lắm quý vị. Chúng ta là phải vậy đó nghe. Ồ. Nên những đức nói là trong cái tháng giêng là tổ chức khiếm thị, nhưng mà bây giờ tính ra nó qua tháng giêng rồi, mà lễ dưới Quan Âm này xong là chuẩn bị đó chương trình khiếm thị nó rồi á, chuẩn bị 10.000 cái khăn về. Bằng 10.000 cái khăn này thôi nó đẹp không tưởng tượng được quý vị. Ô những người ở phương xa nói có đi đến được đâu mà ua mất công thì mới tì hỉ vậy, hiểu không? Nó đã đặt rồi đã 10.000 cái khăn chuẩn bị đem về, nhưng mà không biết chủ nhật tuần nào nó sát bên chứ như từng ngày hay từng sau vậy ai mà biết, hiểu không? Mình đi đến ngay cái tuần nào là nó dính ngay tuần nấy, ai mà biết được. Nó không kể quý vị ơi, cuộc đời mình đi đến cái cõi này nghe quý vị, quý vị mà có cảm giác khi tặng quà cho người ta thì chắc chắn người sẽ nhiệt tình làm. Tại sao mình không tu tạo phước duyên quý vị? Tại sao mình không cực lực nhiệt tình? Riêng bản thân những đức là làm thiệt đó nghe quý vị, chứ không phải làm giỡn đâu. Làm giỡn thì không có gì đâu quý vị à. Như chiều nay nghe, ai mà về bên đạo tràng ba đó, thỉnh tượng Phật qua và thẳng bên đó luôn nghe quý vị. Tượng Phật hồi sáng đã tặng từ sáng giờ, bây giờ nhiều phái đoàn mà mới đến nè, làm một chút đi qua đạo tràng ba này nghe, tiếp tục thỉnh tượng Phật đi, rồi ngày mai tiếp tục thỉnh tượng Phật. Những đức đã đặt tượng Phật rồi là những đức muốn tặng cho hết. Cái tâm mình vậy đó quý vị, thấy không? Ngày mai là 50.000 cái máy niệm Phật, là những đức mong cho 50.000 người đến đi để cho sạch luôn cũng được. Thật sự quý vị, cuộc đời con người sanh không mang đến, chết không mang đi quý vị ơi. Có hai loại mà trong cuộc đời chúng ta phải cầm theo. Một là phước, còn hai là cái ác, cái thiện. Nhớ nghe, phước thiện hai cái mình cầm theo, thấy không? Thiện và ác hai cái mình cầm theo. Nếu như quý vị không cầm thiện thì cầm ác, còn không cầm ác thì cầm thiện. Còn hoặc là cầm thiện nhiều thì đi đến cảnh giới thiện, còn cầm ác nhiều là đi đến cảnh giới ác trước. Nên từ nơi đó chúng ta phải cực lực nhiệt tình, thật sự tu tạo phước duyên.
hết lòng hết dạ. Nên những đức nói là cả đời của những đức sẽ nhiệt liệt hết mình. Nên khi mà hòa thượng ngày nói phát tâm ngày xây cái đạo tràng bốn, những đức nói làm đi hòa thượng, làm đi. Mà những đức đâu có tiền gì đâu quý vị. Những đức kêu làm đi, làm đi. Hòa thượng nói ông này cũng gan dữ lắm, xây ngôi chùa đâu có đơn giản đâu, ông có tiền không? Nó không. Hổ ghê, kỳ cục hơn vậy đó. Tự nhiên kêu làm đi, làm đi, không có tiền không học. Vậy đó mà hòa thượng làm là mình có lai rai. Mình có lai rai mình đưa cho hòa thượng, xây từ từ cũng có được ngôi chùa nuôi được 1000 bà già. Đúng quý vị. Bây giờ Nhật Đức năm nay 43 tuổi, cho 2 năm nữa là 45 tuổi. 45 tuổi xong ngôi chùa, tiếp tục Nhật Đức gầy dựng mấy ngôi chùa này đầy người ta hết trơn. Vừa ngôi chùa đó mọc lên là đem cái số lượng đầy này sang qua, tức khắc ngôi chùa kia tiếp tục đầy nữa. Đó là khi mình hình thành xong rồi thì cho mấy anh em trong chùa ông nuôi mấy người già. Quý vị ơi, từng đời người già được nhờ. Tại sao cuộc đời chúng ta mang cái thân giả này mà mình không cực lực nhiệt tình để mình làm một cái gì đó trong cuộc đời cho nó ý nghĩa. Nên á, ngay cái phòng như thế có một cái bức tranh mà có hai cái dòng chữ: ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mắt bại thành bỗng hóa hư không. Nhắc nhở hoài 100% quý vị luôn, phải cuộc đời này như giấc mộng không quý vị? Phải là người thân chúng ta, dòng họ chúng ta, có những người có địa vị, có những người có học thức, có những người giàu, mà phải là tự nhiên bất chợt tự nhiên chết không có không? Bất chợt là chết, là chết à. Phải như giấc mộng không? Được mắt bại thành bỗng hóa hư không. Vậy bây giờ chúng ta có cơ hội được ngồi đây, được có cơ hội để làm những việc tốt, việc thiện, tại sao chúng ta không cực lực nhiệt tình mà làm? Xin thưa quý vị, ai sao không biết nha, riêng bản thân những đức nuôi người già, những đức cảm nhận cực kỳ sâu sắc về cái vô thường. Nên bản thân của những đức nói là làm thiệt, chứ không phải nói cái chuyện. Những đức nói với vị nghe chứ, nếu như bản thân những đức mà không nuôi người già hoặc là không dùng tiền, 100% với vị, vị cúng những đức sẽ nói được rồi, đi cúng vô khác đi. Tại vì sao? Không làm nhận làm gì. Bây giờ quý vị coi như ngoài đời bản thân những đức khi mà có tiền là mình mong, thí dụ như mình chiều nay mình có tiền đúng không, mình đi lỡ cái quán bia nào mình kêu vài chai bia, kêu vài chai chai, kêu vài em ngồi kế bên, thì bây giờ mình cần tiền để mình ăn chơi quý vị. Còn bây giờ cái đầu chuỗi lũi đi đâu, quanh năm suốt tháng có đi đâu chơi đâu quý vị. Vậy bây giờ có tiền làm cái gì nếu mà không làm thiện cho người ta, không làm tốt, không nuôi người già, vậy có tiền chi? 100% luôn, tại vì bây giờ không có đi đâu hết chứ, quanh năm suốt tháng luôn. Mà quý vị biết rằng là cái quán cà phê mà chưa bao giờ mà bước là cái quán cà phê một lần nào ngồi uống, thời gian đi tu mười mấy năm trời chưa từng ngồi quán cà phê dù chỉ một lần. Những đức ở đây gần 10 năm trời mà cái chợ Mỹ Xuân những đức không biết. Tại vì sao? Những đức có đi đâu đâu biết, quanh năm ở trong chùa hoài, ở hoài vậy đó. Từ bên kia chạy qua đây, từ bên đây chạy bên kia, từ bên kia chạy qua đây, đây chạy qua, chạy qua, chạy lỡ, chạy qua, chạy lỡ, chạy giết mà mòn đường hết chứ. Mà nếu mà ai mà đo được cái độ bánh xe chạy nghe, là bánh xe những đức là chạy nhiều nhất đoạn đường từ đây qua hộ pháp, từ hộ pháp qua đây chạy hoài, còn qua mấy đường khác là không thấy bánh xe của những đức. Thì bị biết rằng là bây giờ nếu không làm việc thiện như vậy thì có tiền để làm gì? Không cần có tiền nữa quý vị. Đó. Nên á, bản thân cô Như Đức á, khi có tiền là làm tất cả món quà tặng cho quý vị này nghe. Thêm cái nữa bây giờ là có việc làm, năm nay là việc làm lớn nè. Là tiền bao nhiêu đưa cho hòa thượng xây chùa. Đó. Bữa đó hòa thượng ngày khai móng ngày nói một câu nè: ông chuẩn bị đi. Tại vì sao? Hòa thượng lớn tuổi rồi, ông chuẩn bị đi. Thì bây giờ á, quý vị về đây, những đức khuyên quý vị vậy đó. Có cơ hội con án có tiền đi thôi. Chứ đâu phải những đức kêu từ đầu người lại những đức nói bỏ vô. Bỏ vô. Làm cái sợi dây vậy nè. Bao dây chỗ này lỡ hết trơn. Có một cái cửa này để nguyên cái thùng vàng hoàng, thùng tam bảo. Xong đi ngang những đức nói móc ra.
Bỏ vô. Giờ con có tiền lột đôi bông ra, bỏ vô. Thôi kiểu này chứ còn hơn là bóc lột đó. Quý vị, mà về chùa mình có bao giờ vậy đâu. Mà cái chuyện làm tốt làm thiện thì rủ nhiều người làm. Thí dụ như mình đi làm ác, mình đi lấy dò vợ người ta mà mình rủ thêm vài người đi lấy thì mình có tội. Mình đi lấy chồng người ta mà mình còn bài kế cho người ta đi lấy chồng người ta, có tội phải không? Còn mình đi phá thai mà mình còn chỉ chỗ đi phá thai, có tội không? Còn mình đi sát sanh hại vật mà mình chỉ nơi sát sanh, có tội không? Mình mở ra cái tiệm hải sản rồi mình còn chỉ nhiều người để mà bày ra bán hải sản giết chúng sanh, tội không? Đó, giống như có cái thằng đó nói một câu vậy nè: nếu như ai cũng ăn chay thì cây cỏ đều mắc hết, mà mấy con vật thì nó bao vây mình rồi mình sống ở đâu? Ngủ ghê, mà cũng có lý. Cái lý thế gian hay xích thế gian nó đều có lý hết trơn, quý vị. Ngộ không? Bây giờ nếu mà cây cỏ ăn hết trơn thì cây cỏ chùi lủi, mà con vật không ăn thì con vật đầy, ở dưới sông, trên núi, trên đất đầy hết trơn. Vậy thì con người ở đâu? Nó nói vậy đó. Nhân Đức nói rằng nếu như mà không sát sanh hại vật, con người ăn chay không thì lạ thay con vật nó cũng không có. Nó ngộ vậy đó quý vị. Tại vì sao? Cái sự tái sinh là do từ sát sanh. Sát sanh nó mới tái sinh lại. Còn nó không sát sanh thì nhiều loài động vật nó đâu có đâu mà tái sinh lại để mà báo thù. Đúng không? Còn nếu như mình ăn á, thực vật không thì tự nhiên cây cỏ càng ngày càng tốt chứ đâu mà hết. Tại vì cái tâm mình á, nó mát mẻ, tốt thì từ nơi đó mà đất đai hoa màu rất là tốt. Cuộc sống nhân sinh này rất là đặc biệt. Nên mỗi một người nó có một cái cách mà chữa trị, chữa cháy cho cái việc làm của mình. Hiểu không? Thí dụ như người ăn chay thì phi người ăn chay, mà người ăn mặn thì phải nói làm sao là tôi ăn mặn đúng. Còn người ăn chay thì nói là tôi ăn chay đúng. Vậy thì cuối cùng ai đúng? Cái này khó trả lời ghê. Cuối cùng ai đúng? Ai thích ăn cái gì thì ăn cái đó là đúng. Chuyện của quý vị. Đúng quý vị? Mình thích ăn chay, mình ăn chay có lợi ích thì mình khuyên người ta ăn chay. Còn quý vị ăn mặn, quý vị thấy quý vị được phù hợp đủ duyên, quý vị phiên ai ăn mặn đó là chuyện của quý vị. Ai gieo nhân gì gặt quả báo nấy. Chúng ta có quyền nói cái việc lợi ích tốt, và chúng ta không có quyền phê phán cái việc làm của người khác. Nhưng chúng ta chỉ nêu lên tư tưởng để mỗi người tự nhận thức để đi con đường của chính chúng ta. Đúng không? Ví dụ như vậy, về đây nghe nhà Đức nói vậy, về ăn chay gặp chồng quý vị ăn mặn, hai bên nó cứ đụng chạm với nhau hoài. Thì bây giờ ông còn ăn mặn thì ông ăn đi, còn tôi ăn chay thì tôi ăn chay. Quý vị ăn chay thì sao? Quý vị an lạc, bị vui vẻ thì người ta nhìn quý vị ăn chay, người ta nhìn đó mà người ta học ăn chay theo. Thấy không? Nó nên ví dụ như hồi sớm Kim Tử Long nói một câu á, Kim Tiểu Long nói một câu. Nói nhiều người anh chị trước ca sĩ nổi tiếng vô cùng mà sao thấy kỳ quá, sau này già khổ lắm. Nó Kim Tiểu Long nói rõ ràng là bị lãng rất là nhiều. Thấy không? Nên cái cuộc đời này phải rõ ràng không? Ngoảnh nhìn cuộc đời như giấc mộng, được mắc bại thành bỗng hóa hư không. Đúng quý vị. Nên bây giờ quý vị có sức khỏe, quý vị thích đấu đá đúng không? Chơi đi, chuyện của quý vị. Nhưng mà chúng ta mà nhẫn nại chịu thiệt được thì quý vị sẽ cảm giác được cái niềm vui của nhẫn nại chịu thiệt à. Mỗi người mình làm mình có cảm nhận hết trơn quý vị ơi. Thí dụ như bây giờ ngồi trong đây có những người hay khắp nơi nơi mà coi qua chương trình trực tiếp này. Quý vị coi nè, trong đây cũng có những người mà có khi mình sinh ra mình có một cái bản năng đặc sắc, là ai chỉ cần đụng mình là mình chửi. Từ đời ông cố nội chửi dài xuống mình chửi. Đừng có nói nữa, chửi đến mức mà ta sợ mình luôn đó quý vị. Nhưng mà xin thưa quý vị, cuộc đời của quý vị rồi quý vị sẽ thấy nó lạ lắm. Nên mỗi một con người chúng ta có bản năng khác nhau, nhưng không có bản năng nào bằng cái bản năng mà phát thiện đó chứ.
Đây là bản năng hay nhất. Nên phát triển cái lòng thiện của mình đi. Nên có khi những Đức ngồi nói chuyện với mấy anh em trong chùa, những Đức nói tu hành phải kiên nhẫn, làm việc thiện phải kiên nhẫn, giúp chúng sanh phải kiên nhẫn. Không kiên nhẫn chắc chắn với quý vị bỏ cuộc. Không kiên nhẫn bỏ cuộc. Bây giờ những Đức nói với quý vị nghe nghe, nuôi mấy bà già mà không kiên nhẫn không có nuôi đâu quý vị ơi. Quý vị coi chùa thì rất là nhiều chùa mà mấy ngôi chùa nuôi người già. Người ta nói nuôi nuôi chứ người ta không nuôi đó. Vì khó quá. Vì nghe nhà Đức kể câu chuyện cái mấy bà già chưa? Lỡ mà bước lỡ gặp bà kêu cụ, khỏe không cụ? Bà nói chết mẹ mày giờ chứ khỏe. Chịu nổi không? Chơi vậy đó quý vị. Những Đức á bước lại hỏi cụ khỏe không cụ? Bà nói chết mẹ mày giờ chứ khỏe. Thấy chưa? Nếu mà không gặp ông thầy ba chợ thì sao chịu nổi với bà? Đúng là cái phản xạ tự nhiên của mấy bà kinh khủng thiệt chứ. Mà bắt chợt quý vị mà không có công phu là chịu không nổi với bà đó. Phải có công phu nghe. Nó lúc đó nhìn Đức nói mẹ tao chết rồi à! Chứ sao giờ mình nói câu mẹ tao chết chữ gì đó quý vị. Mới hôm qua nè, mình lỡ mình đưa cái mặt gằn gằn nói ồ cụ ngủ chưa, nhắm mắt vậy nè, cụ ngủ chưa, lỡ thăm mấy bà tự nhiên mở mắt ra chụp cái hai lỗ tai mình ghì xuống. Mấy cô ban lại mấy cô nói buông ra thầy đó, thầy gì đâu ghê chưa, lỗ tai này còn ê, chụp lỗ tai ghì xuống. Biết ghì xuống chi không? Hả? Cắn lỗ tai. Kinh khủng thiệt chứ. Còn đúng một cái găng một. Hồi xưa còn trẻ thì có chồng cắn môi. Bây giờ già rồi cắn lỗ tai chơi được không? Kinh khủng không quý vị? Bởi vì nuôi người già mà không kiên nhẫn sao chịu nổi. Đó, đa dạng cái tính tình người già hết chứ. Rồi mỗi ngày nhìn thấy có nhiều bà già bệnh đau mà lưng lỡ luôn, nằm quý vị, lỡ cái lưng, nằm viết mà lỡ cái lưng. Quý vị nhìn từ những điểm đó thôi quý vị thấy cái tuổi già mình sao. Bản thân mình bây giờ mà không tu nhân tích đức mình chờ cơ hội nào nữa. Những Đức gặp rất nhiều người già, họ nói câu gì nè quý vị. Thầy ơi, con ước gì mà bây giờ con còn trẻ như quý thầy để con làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Thật sự đó chỉ là mơ ước thôi quý vị. Già rồi giờ ước cái gì nữa bây giờ. Nên quý vị bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị còn trẻ còn khỏe, đây là cơ hội cho quý vị đó. Nên quý vị mọi người cố gắng lên, thấy không? Về đây mình có nghe bao nhiêu cái điều gì đi chăng nữa, có cười cỡ nào đi chăng, nhưng mà cái quan trọng quý vị đi về chùa là nghe được phương pháp tu, đúng không? Bây giờ như Đức hỏi quý vị, bây giờ đi lâu lâu đi về đây 1-2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 5 ngày, nhưng ở nhà là đa dạng thời gian. Mà ở nhà mà không tu, lâu lâu đi đây tu 1 lần, dù có lại 3000 lại đi chăng nữa cũng không được giảng sanh. Tại vì mình chỉ là mồi cái lửa này để mà mình về nhà mình, để mà mình tu kìa. Cái này mới là cái quan trọng nè, đúng không? Đó. Bây giờ đi lại đây ông thầy ông nói khô hơi cạn tiếng khuyên niệm Phật, là ngồi đây thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, về nhà nghĩ niệm Phật, đúng không? Đơn giản thôi. Bây giờ nguyên một buổi trưa không ngủ mà ngồi đây có khi không niệm Phật, cứ ngồi trông ngóng cái gì, cứ ngồi đó nghiêu ngao, rồi bà này nói cho bà kia nghe, bà kia nói cho bà nọ nghe, không niệm Phật, trong khi không ngủ cũng không chịu niệm Phật nữa, ngồi đó nói chuyện nghiêu ngao chút cái nằm, chút cái ngồi gì, chút cái coi đồng hồ, chút cái ngóc đầu lên nhìn có ai qua chưa, vậy đó quý vị. Không chịu niệm Phật, hoặc là hai bà nằm gì đưa cái mặt nhau nói chuyện,
kể. Hồi nãy bà thấy ca sĩ đó công nhận Kim Tiểu Long hát hay thiệt. Rồi cái ông kia gì đâu mà nhìn ổng ngộ ghê. Vậy chứ mấy bà cũng bàn nữa đó quý vị ơi. Niệm Phật thì không niệm, mà ngồi tại đây đó là ngay là cái chánh điện luôn rồi đó. Vậy mà không niệm Phật mà ngồi nghiêu ngao, có không? Nó thấy chưa? Phải chi mà cả đêm đó ngồi mà niệm Phật thì ngon biết mấy. Nó đâu có hốc hát đâu mà không chịu niệm Phật. Niệm có mấy câu à? Niệm ít lắm, nói chuyện thì nhiều, mà không có ai nói chuyện thì kiếm độ nói chuyện. Bây giờ mình đi vô đây có mấy ngày nè, mình đi vòng vòng chùa mình cũng niệm Phật nữa, mình đi mua đồ ăn mình cũng niệm Phật nữa, mua ly cà phê cũng niệm Phật nữa, hiểu không? Nó ví dụ như nhờ bà này đi ra ngoài kia bà mua giùm tôi ly cà phê, cho tôi ngồi đây tôi canh, xong bả ở ngoài bà mua cái ngồi đây cứ đi lâu thiết ghê. Phải chi ngồi đây niệm Phật là được rồi, mà không chịu niệm Phật mà ngồi cứ ngóc đầu coi sao đi lâu quá. Nhỏ này chắc đi vòng vòng chơi gì nó bắt đầu coi ở đây, hiểu không? Không chịu niệm Phật quý vị. Nó nghe hoài đó mà không niệm đó, niệm có mấy câu mà không chịu niệm đâu. Nguyên một buổi trưa tôi qua về bển tôi đâu có ngủ đâu, lên những quan trình một số việc, ngồi nói chuyện một chút, anh em làm mệt động viên mấy anh em, xong rồi đâu có ngủ được đâu. Thấy vậy lễ Phật, bấm cái máy lễ Phật lên, vớt hết 40 phút lễ Phật. Quý vị biết rằng lễ lộc này bận đồ cho người ta giặt, thì mấy cô trong chùa, mấy cô lớn lớn, mấy cô giặt giặt đồ giùm. Một bộ đồ bận 3-4 lần không dám xả ra, vì sợ người ta giặt người ta cực. Sợ mình bận mà đưa cho người ta giặt mình cũng xài phước duyên. Nên bận về cái lấy cái áo để ngay chăng cái quạt á, cho nó quạt bay mùi bớt. Xong á lấy áo thùng á phơi cho nó ráo bớt, bận nữa. Một ngày cố gắng chỉ một bộ. Nó tại vì tôi không có bận áo nhỏ trong. Như mấy bà thì chịu không nổi thiệt, còn tôi thì được. Áo thùng với một nó tu giết ăn chay giết quý vị, mồ hôi nó ít thôi lắm. Mà không biết nó có hôi hay không, tại vì của mình không biết, lỡ gần người ta thì sao không biết. Hiểu không? Nên có cô Phật tử trước lễ cô đem lại chai dầu thơm, cô đưa, mà nói à cơ hội. Cơ hội mà mình bận bộ đồ mà một ngày chờ không giặt mình xịt cho nó bán mùi chết. Thôi kệ, lỡ gần người ta đã nghe mùi thơm thơm thủng thủng. Kệ người ta quý vị. Nhưng mà quý vị coi mỗi cái nhà Đức muốn nói cho quý vị nghe là không phải là người ta giặt giùm mình, mà mình tha hồ mình thải đồ cho người ta giặt, liễn đãi liễn càng cho người ta giặt, không phải. Giống như trong cái cuộc đời mình có tiện lợi cỡ nào, mình cũng không dám làm phiền người ta nhiều quá. Thấy không? Dù là người ta chân thật, người ta phát tâm đó, nhưng mà mình cũng không làm phiền người ta quá nữa. Tại vì sao? Mình phải giữ cái duyên phước của mình chứ. Hiểu không? Nó là cái quan trọng. Vì thấy những điều như Đức chia sẻ không? Nó rất là gần gũi, nó cực kỳ xác thực luôn. Vì mà nghe những điều này, vì mà áp dụng đi rồi, vì đi đâu cũng làm phiền ai quá đâu. Nó bởi vì coi cái số lượng đông người này nó không có đơn giản đâu. Nó nên trước lễ là như Đức nói rằng mỗi một người cố gắng cầm theo một cái mên. Cái mên. Hiểu không? Cái mên. Tại vì sao? Chèn ô. Bây giờ mền gói bây giờ mua bao nhiêu mà đủ quý vị cái số lượng này? Bây giờ mua nhiều quá chắc ở đâu? Chắc đầy hết xung quanh luôn. Rồi lỡ mà nóng này mà nó cháy một cái chùa liêu tùng luôn. Không giỡn đó quý vị. Nên những đứa kêu những quan để kiếm cái kho nào ở ngoài á, cách ra mấy cái dãy nhà. Chứ gặp mà để ở dưới nhà mà lầu 4, lỡ ở dưới đây lỡ nó nóng quá nó khô quý vị. Rồi ai mà ngồi chơi gì xịt lửa một cái mà nó cháy một phát là mấy bà già trên thành con chuột quay. Mấy bà già mới nhảy đâu bây giờ chèn coi chèn. Già chứ. Cái lúc này mới biết cái công phu niệm Phật sao đấy. Quý vị, những Đức nói với vị nghe, trong cái cuộc đời chúng ta ngồi đây không có ai ngờ được chúng ta sẽ gặp sự cố gì trong cuộc đời chứ. Nếu như mình tin rằng cái số mệnh ở cuộc đời này đã hết là nó nhiều cách chết, vậy thì cái lúc chết là quý vị phải bình tĩnh. Vì thấy ở ngoài Hà Nội cái siêu cái gì cái chung cư mini không? Quý vị thấy không? Chiều hôm qua ta còn ngồi chơi, người ta nói chuyện với nhau, người ta đi chào bạn bè,
Vậy mà tối đêm đó cháy, vì thấy không? Nếu như mình là người niệm Phật, cái lúc đó vị sẽ bình tĩnh không? Coi chừng vị không giữ bình tĩnh đó. Nếu như vị không nghe Pháp, hỏi vị không bình tĩnh vị chết không? Mà chết đỏ. Còn mình bình tĩnh nghe, mình biết rồi mình chạy không có được rồi. Chạy thì sao? Mình kiếm cái lỗ nào mình chui vô mình ngồi, để đừng có đứa nào động mình. Mình ngồi đó đi, nó cháy từ từ tới mình. Tại vì mình biết sớm muộn gì cũng chết. Mà mình tin rằng mình chết Phật trước mình thì cực lạc, mà sẽ chịu khó. Nhưng mà vì tin nghe, nếu lúc đó vị mà tính nguyện niệm Phật, những đức tin 100% với vị luôn, Phật rước cái vị trước khi bị cháy. Mà lúc đó chỉ có vị với Phật mới biết. Thầy Phật rước cái vị biết. Phật phóng quang, Phật đến dỗ dành mình. Phật nói: này con, yên tâm đi con, trong lúc nguy hiểm nhất mà con vẫn bình tĩnh niệm danh hiệu của ta, ta đã đến đây rồi hiền ơi. Nghe không? Hiền, hiền là tôi tên hiền. Chưa. Lúc đó Phật ngài nói: này con, bông sen nè, leo lên đi con, 1, 2, 3 biết về cực lạc. Nói như phi tề thiên, nhưng mà sự thật quý vị là 100% có. Hãy tin. Mình là người niệm Phật mà không tin vậy sao niệm? Nên lúc mình gặp sự cố đó mình phải bình tĩnh, nghe không? Nhưng mà mấy bà cụ già, không lẽ mình đi để thí đại cho mấy bà lỡ có chuyện gì sao? Nên gói mền mà nhiều quá để đâu? Phải để bên ngoài. Mà nếu nguyên một cái vàng này mà mua gói mền hết rồi để ở đâu đây? Mấy vị biết xong cái chương trình rồi giặt cũng le lử. Sao mà giặt nổi đây? Không biết giặt chắc giặt nửa năm sau. Mà chưa xong nửa năm thì lễ nữa rồi. Không lẽ lấy mấy cái mền mới hổm hồi đình đem qua cho đắp nữa. Thấy kinh không? Nên mỗi một người bây giờ chúng ta đã quyết tâm cái chương trình lễ chùa mình là mình đi rồi đó. Bây giờ mỗi một người chuẩn bị một cái mền, cái mền quý vị cầm theo. Để khi mà mình nằm, mình cũng nằm được. Khi thời tiết mà không cần đắp, chỗ nào kín đáo một chút khỏi cần đắp thì mình lót đầu nằm. Cái mền là hay nha quý vị. Còn nếu không mình mua thêm một cái gói hơ mỏng, để vào kéo dây tia là mỏng dách. Tới khi đi về chùa lấy ra đập bụp 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 hùi lên nằm. Thấy chưa? Một cái mền mỏng lé, gói vô gọn cầm đi. Mỗi một con người đông đúc gì, ai cũng đều chuẩn bị một cái hành trang cho mình. Vậy thì nhà chùa đỡ biết bao nhiêu mà nói quý vị. Hiểu không? Đó là những đức chỉ dẫn quý vị đó. Chứ bây giờ một người nhưng mà quá nhiều người quý vị ơi. Nên chúng ta chia ra hết đi, để nó đỡ một chút. Quý vị ơi, niệm đợt này những đức mua mấy chục tấm niệm, mấy chục ngàn tấm. Bây giờ niệm nghe nói thiếu. Giờ thiếu rồi sao? Chưa. Không đơn giản quý vị ơi. Mà sao ngộ lắm. Mỗi lần tổ chức lễ vía xong là niệm không biết nó đi giảng sanh ở đâu. Kỳ cục đấy kia. Không biết nó giảng sanh đi đâu, mất tiêu hết trơn niệm. Rồi xong cái tiếp tục lễ mua nữa xong cái lễ xong cái nó giảng sanh. Không mà chùa mình ngộ quý vị ơi. Sao cái thứ gì nó cũng giảng sanh? Chén nó cũng giảng sanh. Muỗng nó cũng giảng sanh. Muỗng chén cũng giảng sanh. Mỗi lần lễ vía xong là muỗng chén mất tiêu chứ. Chắc ta thấy chén chùa người ta thích cái lọc chùa người ta đem về nhà hay sao? Ngộ ghê quý vị. À, đó. Cái chỗ đông người không đơn giản quý vị ơi. Thấy không? Nó nên mỗi một con người như đức khuyên quý vị vậy đó. Quý vị khi đi đến đây tu có một cái hành trang cho chính mình. Còn cơm ăn uống đồ thì lo hết trơn rồi. Còn thích uống cà phê thêm thì ra ngoài. Chứ pha cà phê nó ai pha cho nổi. Hiểu không? Đó, nên đó là những đức khuyên quý vị vậy đó. Nếu mà làm vậy nghe chùa khỏe lắm quý vị, đỡ dữ lắm. Chứ bây giờ lỡ mà nó chùi lũi không có cái mền cái gối chứ. Hồi tối đi một vòng, mấy chú thấy có nhiều cô nằm tràn ơi. Giống như xác chết trên cao nguyên. Giờ bà bạn cái áo chàng gì còn đỡ đỡ, cái áo gì còn đỡ đỡ. Có nhiều bà bạn đồ bó vô. Mà bà nằm ngủ bà nằm gì nè. Giống như bà diễn viên điện ảnh người mẫu vậy.
ghê gớm, thấy chưa? Có nhiều chú đi vòng chùa mà ông đi kéo mũ á, ông đi ngang ông gặp ông làm nè. Thấy chưa? Nên mình á, đi đâu mình có cái mền, mình nằm ngủ mình đắp ngang cái bụng, hiểu không? Coi cho nó coi được một chút chứ nằm gì đâu mà. Ừ, nó còn cái kiểu mà nằm mà kiểu tràn lan đại hải, vì thời tiết nó nóng nực đổ mồ hôi, có khi á mà nằm mà lấy tay gãi chèn ô mấy chú quay phim gì tùm lum phim ảnh hết chứ. Những đức nói là phim nào không phải phải cắt liền, hiểu không? Rồi có nhiều chú quay phim mà không quay mà nhiều bà bắt ngồi mà mùa nước lũ ấy vậy, ngồi mà đưa hai cái chân lên mùa nước lũ quay lại, như đức nói cắt, thấy chưa? Nên mình là người phụ nữ, mình đi đến đâu cũng vậy, ta nói ăn coi nồi, ngồi coi gì, à coi hướng, đúng rồi, nghe không? Nó ăn ngồi cho nó đàng hoàng quý vị ô. Đó. Dù là lớn tuổi nghe, năm mấy tuổi cũng vậy, chứ không phải nói tôi già rồi không cần. Nghiêm túc đàng hoàng quý vị ơi. Nó cái đó là cái quan trọng, còn lúc mình vui thì vui, lúc nào ra lúc nấy nghiêm túc. Hiểu không? Còn đông đúc như gì người ta nhào vô người ta lấy cơm, mình đứng ngoài đợi một chút niệm Phật. Cứ đứng niệm Phật chứ đừng có thấy người ta đông quá nhào vô theo. Nhưng Đức đứng trên lầu thấy rõ ràng có cái bà chen ơi, người ta lấy cơm, người ta chen lấy cơm, bà biết sao làm nè. Ô ô, mà làm gì đó quý vị? Nhưng Đức kêu mấy chú lỡ coi cái bà đó kìa, nó làm gì kỳ cục cái chen, người ta chen vô tới lấy cơm, nó đứng phía sau nè. Ô bà làm mấy bà phía trước cũng hết hồn, mấy bà phía trước làm nè. Ô á, quý vị ơi, đi đến chùa đa dạng quý vị ơi. Ừ, nhiều lắm. Nên có những người, người ta mới đi lần đầu nữa, thôi bị đi về chùa đi, đừng có trách người ta, đừng có trách là ủa sao mà người đó diện dị kỳ vậy ta. Mà những đức nói những điều này cho quý vị nghe để chi, để quý vị khỏi cần nhìn những điều đó mà trách, còn nhận gió mát được ta. Gió mát ngon ghê, hiểu không? Đang nóng ghê, gió mát ghê, nghe không? Đó, ý như đức muốn nêu những điều này lên cho quý vị gặp những cái việc ở trong ngôi Tam Bảo về mặt trái, để quý vị đừng có nên trách người ta. Tại vì có những người mới đi chùa lần đầu à, nếu như thật sự người ta nghe pháp kỹ, người ta không có như vậy đâu quý vị, hiểu không? Người ta mới đi lần đầu mà thôi, thông cảm, hiểu không? Nên chúng ta đi đến đây học nhiều cái hay lắm. Mặt trái mặt phải, người xưa nói câu hai người cùng đi, một bên thiện một bên ác, chúng ta chứng giữa. Nhìn người thiện coi mình có thiện hay không học, nhìn người ác coi mình có mình những điều ác đấy hay không mà sửa. Vậy thì quý vị đi đến đây hai ngày, ta nói đi một ngày đàn học một sàng khôn, còn mình đi hai ngày đàn mình lụm toàn là rác về nhà không, thua rồi. Ngồi suy nghĩ đi vị ưu, hiểu không? Đa dạng để mình học hết trơn, tại mình không học, mình không nhận thức sâu sắc, đâu có học được gì đâu. Tối ngày đi lụm lặt đi kiếm cái sai người ta không à. Đó, mình thất bại là ngay chỗ đó đó. Quý vị coi, nếu như những đức cũng vậy, sao những đức tổ chức chương trình này chi à? Cực chứ quý vị, đâu có đơn giản đâu. Quý vị ngồi nói chuyện như những đức thử coi làm sao. Coi chuyện bị tắt tiếng luôn, đừng nói chuyện giỡn, chứ nói không nổi đâu. Chứ đừng nói chi mà hét, thấy không? Mấy vị thấy những đức có dưỡng không? Dưỡng chi? Nếu mình dưỡng thì nó tới cái đà đó nó không leo qua được. Nên những đức là hết găng luôn á, hết mình luôn, nó lộn hết mình đó quý vị, nó lộn, nó hết găng hết mình luôn đó quý vị ơi. Khi nói chuyện là rầm rầm, chứ không phải là nói chiều nay lại Quan Âm bây giờ. À quý vị à, coi à, cố gắng niệm Phật nghe. Ở dưới mấy bảo nó thầy nói nhỏ quá ta, xíu nghe được gì. Nên thầy chắc thầy cũng dưỡng, chiều nay cũng lại Quan Âm, thấy không? Rồi chiều cũng lại Quan Âm. Nhất tâm đành lễ Nam Mô Nhất Thích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật. Những đức mà sướng kia đó chắc mấy bả ngồi dưới mới là Quan Thế Âm Bồ Tát. Ở chả là Iran luôn. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Cổ Phật Tị Hiện. Bả
quan em một tết. Cái pháp hội này còn gì thù thắng đâu quý vị. Mình mà đọc cái đó mới bả chứ tết. Quan em một tết. Đó. Còn mình cái này Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Nhất Thích Nhân Trình Thích Ca Mâu Ni Phật. Không? Nó niệm theo đó không biết rõ ràng không? Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Cổ Phật Tỳ Hiền. Đó. Rõ ràng chưa? Còn bây giờ nếu mà Nhất Tâm Đảnh Lễ Nam Mô Cổ Phật Tỳ Hiền. Thấy chưa? Ở trả lời Iran luôn. Nó nên bởi rõ ràng vì cái nhân cái quả bị nhiệt tình với người ta làm sao là người ta nhiệt tình với vị vậy đó. Đúng không? Bây giờ vị thấy rõ ràng không? Ngồi ở đây nó nóng nhưng mà nghe pháp quyết tâm nghe hết nóng. Ồ. À, hồi nãy giờ Đức cũng nóng lắm quý vị. Mà sao giờ hết rồi? Ngộ nghe vị, quý vị để ý nghe. Khi mình sức mồ hôi ra mà nó đủ cái đô ước mình là lúc đó nó sẽ trở lại hoàn chỉnh là mát. Không nóng nữa. Hay lắm. Đừng có sợ, nghe không? Nó mà kỹ nhất là mồ hôi chảy vô mắt. Nó bị cay một chút đúng không quý vị? Đó, nên mình đi về đây mỗi người nhiệt tình hết mình để tu tập. Nhiều người ở đây mang nghiệp phá thai lắm nè. Bây giờ trước Tam Bảo chân thật hỏi quý vị nè. Phụ nữ ở đây nè. Suy nghĩ cho kỹ nghe. Bây giờ quý vị coi coi để chúng ta biết được cái số lượng con người ở trong cái cõi nhân sinh này mà phụ nữ mà phá thai đông cỡ nào. Bây giờ quý vị trước ngôi Tam Bảo giống như chú Bồ Tát Quán Thế Âm này, chúng ta chân thành cũng không có quay cái mặt của ai mà cũng không để ý làm gì. Bây giờ như Đức hỏi quý vị nè, ai ở đây mang nghiệp phá thai đưa tay coi. Nó thấy kinh chưa? Quá đông quý vị. Ô. Thôi để tay xuống đi. Bởi vì lần nào lại Quan Âm Bồ Tát á, cái giờ lại nó không có gió. Bà Thuận Tịnh Không ngày nói gì nè, hương linh thai nhi á che chờ đất lại, làm cho ở trên bầu trời quán khí dãy đầy. Mỗi lần lại Quan Âm Bồ Tát ngộ thai không có gió, mà bây giờ lại nhiều lần rồi, mình mong lần này quán khí tiêu trừ đi là có gió. Bao nhiêu lần quý vị ơi, mỗi ngày thường gió ầm, lại Quan Âm không có gió luôn, đứng gió luôn, thở không nổi luôn. Kinh chưa? Nói quý vị thấy chưa? Phá thai đông quá. Những Đức nói hồi nãy đưa lên là có nhiều bà ngại không đưa. Mấy cái bà đưa lên là mấy cái bà biết tu đồ nhiều bà dám đưa. Chứ mấy bà mà mới bà ngại bà không đưa luôn quý vị. Nó phá thai đông lắm. Mà không phải một đứa đâu. Có nhiều bà bà phá 3-4 đứa. Nói, bà này bà nói 6 đứa. Chứ chưa? Quý vị coi á, mình thì nạp năng lượng mà không cho người ta phát triển. Thấy không? Nạp thì nạp mà không cho ra thì làm sao chịu nổi quý vị? Nên quán khí nó bao phủ là phải rồi. Nó hận thù. Rồi mình sanh đứa con này, mình nuôi, mình chăm sóc, mà cái đứa con mà mình bỏ nó đi thì vất vơ vất vưởng, nó làm cô hồn. Bà kia bà nghe bà liệu. Ông như Đức giảng pháp có nhiều bà bà nghe, bà nhìn mặt bà cười. Bà làm gì nè. Vậy nên nên quý vị biết rằng là nên nó hận thù. Khi những người mang nghiệp phá thai, tại sao đứa con mình sinh ra mình nuôi nó trợn mắt nó nhìn mình vậy nè. Mình nói đó làm nè. Kênh lại. Vì sao? Vì cái đứa con mà chết kia nó theo kế bên. Hoặc là cái đứa này đúng ra nó đến nó báo ơn. Nhưng mà mình giết đứa này nó thành báo quan. Cái đứa này đến báo ơn mình giết nó đi, lần sau nó tái sinh lại, nó nhập thai tiếp tục mình sinh ra là báo quán. Nên khi nó đã báo quán là nó kênh. Nói chuyện mà nó cảm ứng luôn điện thoại. Cái lo nó ghen luôn. Ý là nói đúng rồi mà nên hương linh nó ghen đó.
hiểu chưa? Thấy ghen chưa? Nên cái việc cúng đĩa thực này không đơn giản đâu nghe quý vị. Cái này rất là quan trọng. Vì nghe nhà Đức kể cái câu chuyện mà cúng đĩa thực chưa? Kể rồi, nhiều lần rồi. Ông thầy ông cúng đĩa thực, ông cúng mà cuối cùng ông nghĩ cái chìa phá không à, mà ông biến cái chìa phá không. Cuối cùng tối hương linh về tìm ổng: thầy ơi, mà kêu gì nãy vậy? Thầy ơi, thầy ơi. Cảnh giới hương linh là có nghe phải không? Có nghe quý vị, có đó. Rồi xong quý vị ơi, thì ổng hỏi cái gì vậy trong mơ? Ổng hỏi ai à? Con nè thầy ơi. Hỏi con là ai? Hồi sáng thầy là ở nhà con cúng đó thầy ơi. Nghe cũng nhận ốc mình nha quý vị. Nó: ờ thầy cúng rồi sao lại đây làm chi? Thầy cúng mà con không ăn được thầy ơi. Ủa sao thầy cúng mà ăn không được? Thầy biến ra chìa phá không thầy ơi. Ghê chưa? Nên ở nhà quý vị niệm Phật lễ Phật là hay nhất. Hiểu không? Nói câu gì thì tự hiểu đi. Còn ở chùa để quý thầy cúng, quý thầy cúng không không được, người ta tìm quý thầy tính sổ mấy ông thầy chơi. Nó nên quý vị biết rằng khi mà những đứa cúng nghe bị hởm, khi cúng đứa thực bước ra, hai con nhỏ đó bằng hai cái riếp ngắn đứng trước mặt những đứa, nói hai con tiểu yêu tránh qua một bên. Nó lỡ nó hỏi: con đáng yêu lắm hả thầy? Xong chị Đức nói: đúng rồi, con đáng yêu lắm, con coi trong phim Tây Du Ký mà Bạch Cốt Tinh nó đáng yêu cỡ nào. Đi ra chỗ khác, qua anh kia kìa, sau lưng kìa đứng. Chỗ thầy cúng đừng có đứng trước mặt thầy con. Thầy còn phàm phu lắm. Con bữa nào con đi chùa, con mua bà đại hai bộ đồ lam đi con. Nên con bận vô nghe. Đi chùa mà, con bận cái clip ngắn quá vậy. Nói dạ con sợ đi chùa bận đồ dài ai cũng bận vậy, nên con bận riếp ngắn cho thấy nó lạ. Nó mệt thế ghê, trả lời khôn thế ghê, thấy không? Nó, quý vị coi á, bận đồ kín đáo vô đi chùa mà quý vị, đúng không quý vị? Nó nên á, ông thầy ông cũng còn là phàm phu mà bận đồ trước mặt ông vậy, mà ông nhìn thấy mình mà ông đập hình tướng nó vô vô con mắt một cái là ông biến ra con gái không. Tối hương linh tìm ông thầy làm sao? Nên những đứa bước ra, những đứa kêu hai con nhỏ đó tránh qua một bên cho thầy cúng con, để cho thầy cúng cho nó nhiếp tâm chút, cúng cho hương linh ta dùng được. Mình dọn trước quý vị, chứ không thôi mình nhào vô mình cúng bậy bạ một cái mình biến à. Nhớ chị à, con gái nó biến tùm lum tùm la, hương linh nó dùng không có được, chết mồ luôn, kẹt dữ lắm. Nên những đứa kêu hai đứa đi qua bên mày để tao cúng. Nó thấy chưa? Nên từ nơi đó mà ăn tổ ngày kỹ lắm nghe quý vị. Cái nơi quý thầy tụng kinh, mà quý thầy đi đến nhà Phật tử tụng kinh, gia đình có con gái trẻ mà đi là phải đi đường khác. Ăn tổ ngày kỹ lắm, ngày không cho đi cùng đường quý vị ơi. Tổ sư kỹ đến mức nào chứ? Tại vì vọng tâm con người nó nhiều quá. Còn mình bây giờ thì nó đông quá, mà đi đường nào bây giờ? Hiểu không? Bây giờ mình luyện công phu thứ thật luôn rồi còn cái gì nữa quý vị? Không, bây giờ đông quá mà có khi những đứa cúng đi thực mà có nhiều đứa nó nghe pháp mình vui, nó cũng chọc ghẹo, nó đứng nó làm này. Nên mỗi lần mà những đứa gia trì, những đứa làm này mày chưa mỏi thầy mỏi gì dữ vậy thầy? Nói cái dĩa gạo đâu mất tiêu. Dĩa gạo, à dĩa gạo đây, nằm để im đây cho thầy nha. Cái tay làm gì nè? Chị lúc trước á, lúc trước làm gì á, mấy bà cái tay hỏi hoài thầy làm gì, thầy viết cái gì. Hồi đó, hồi xưa những đứa cúng á là ưa lấy cái tay này để vô cái dĩa làm nè. Ha 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 ha.
Có nhiều bà lỡ hỏi thầy, thầy viết cái gì vậy? Thầy chỉ con về con viết theo. Nói nhỏ cho nghe thôi, không có viết cái gì chứ. Hồi xưa vô chùa thấy thầy ông cúng không biết ông đọc cái gì, mà ông đọc mình đâu có nghe, mà ông cũng lấy cái tay ông làm thì sau này mình cúng thì mình cũng thấy ông làm nhưng mình làm theo mình. Mà tới đời Nhân Đức thì quý vị biết Nhân Đức làm gì không? À, Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình dễ đi dễ liền mà thật sự mình dễ A Di Đà Phật. Chứ đâu có làm gì ghê ghê đâu quý vị. Sau này mình thấy nhiều người hỏi mình quá, cuối cùng mình đâu có làm gì nữa đâu. Mà lấy cái tay của mình thì thấy có nhiều cô đứng trước mặt quá, mình sợ vọng tâm vọng cảnh, không mình nhắm mắt phất cho rồi, cái dĩa có chút xíu, cuối cùng mình chụp không có thấy cái dĩa mình bỏ. Cho mình tự kêu với chú để cái dĩa y tinh đây nghe không, đừng có để tầm bậy. Dạ chị à, chú à, thật à, diệu giả đà biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô Xá Sanh Tam Bồ Tát, Nam mô. Cái đoạn này lâm chút quý vị, xong mình chúp được gạo rồi, chúp gạo được rồi đúng không? À, hà, hà. Có lần nhắm mắt liền chúng nguyên cái mặt vào đó, gạo không cúng xong hết trơn. Bà ra bà hỏi thầy, ở thầy thầy cúng rồi thì liền nguyên cái nắm gạo vô mặt con, có sao không thầy? Những đức nói hên dữ lắm á, có cơ hội thầy liền gạo vô mặt con đó. Mấy hộp gạo có lượm lên không? Con lượm lên hết trơn luôn thầy. Rồi, bỏ vô túi đem về nghe không? Thầy giờ lỡ ba lượm biết thế nào mấy bà cũng lượm. Xong lượm đem về nghe con. À, giờ con đem về con để đâu thầy? Đem xuống dưới sàn nhà chôn ngay cây cột cái. Mấy cái nắm gạo này chôn ngay cột cái nghe con. Niệm Phật 10 câu chôn xuống chỗ đó. Hỏi có công ích gì thầy? Nhà gạo ăn hoài không hết. Thôi kệ, mình nói câu đại vậy luôn. Mà thật sự cái này nó là mê tín, nó không có đâu quý vị ơi. Nhưng mà tại vì bà bị liệng nguyên cái nắm gạo vô mặt, bà lỡ bà hỏi mình nói đại vậy luôn. Vậy mà bà về bà nói vài bữa sau là bà lỡ bà gặp nó, thầy ơi con làm y rang lờ thầy dạy luôn. Con đem nguyên cái nắm gạo về, xong con gình gình con không cho ai thấy. Con biết mà thiên cơ bất khả lộ, nếu như người ta thấy là không linh đúng thầy, nó đúng con khôn lắm. Không ai thấy đúng không? Ừ không ai thấy. Chôn rồi phải không? Chôn rồi. Nhớ từ đây mãi về sau không được nói cho ai nghe cái chuyện thầy, thầy chỉ dạy nghe chưa. Con mà chỉ cần nói cho một người thứ hai nghe là hoàn toàn trở lại thành hư không. Bà hỏi hư không là sao thầy? Hư không là không có gì. Thì một mình bà thôi. Thì bây giờ bà đang ngồi đây nè, thì mình nói vậy rồi nó giải rồi bí bị. Nó cho nó không có phải gì đâu, chứ đâu phải là mà nó đem cái đó về chôn xuống cái tự nhiên gạo bao la, không có đâu quý vị, hiểu không? Nên mình nghe đạo mình phải hiểu cho kỹ nghe quý vị. Trong Phật pháp nó có rất nhiều phương tiện, nhưng không có cái phương tiện nào mà đúng bằng gieo nhân gặt quả, hiểu không? Đó, gió thổi thấy chưa? Đó, thấy không? À, nói gieo nhân gặt quả là gió liền, thấy không? Mình gieo nhân cho người ta cười, gió liền. Ôi mát quá, thấy chưa? Nên cái nhân quả mà gieo nhân gặt quả là đúng nhất. Trong cuộc đời quý vị, quý vị gặt thấy lấy cái quả gì trong cuộc đời? Trong đang giảng làm mất hứng. Chồng thương, cái đoạn này phải không? Chồng thương đó thì là do mình gieo cái nhân thương chồng, thì đời này chồng mình thương mình. Còn chồng ghét là do vì mình gieo cái nhân ghét chồng, nên đời này chồng ghét. Chồng dối trá với mình là do mình đã từng dối trá với chồng, bây giờ chồng dối trá lại. Chồng đánh là do mình từng đánh chồng, bây giờ chồng đánh mình. Chồng đi có vợ nhỏ
là do mình đã từng bỏ người ta đi có vợ nhỏ, bây giờ người ta đi có vợ nhỏ bỏ mình. Mình làm cực khổ chồng lấy tiền cho con khác ăn là vì mình đã từng lấy tiền của vợ cho con khác ăn. Bây giờ nó đối xử với mình lại như vậy. Tình sâu nhân quả. Hiểu không? Đó. Người ta cũng cùng tuổi với mình mà người ta được được chồng thương yêu lo lắng. Còn riêng mình cũng đẹp nhưng mà lại bị đánh đập tối ngày. Làm cực khổ mà nó không có cảm ơn gì hết. Có không? Đó. Không ngó ngàng. Hồi xưa thì nó thương, nó đi đâu một chút chạy về cho hung cái. Bây giờ nó đi mấy ngày nó về, nó nhìn cái mặt nó không ngó một chút, ngồi khóc. Cũng có nữa quý vị, tuổi tăng. Thấy không? Nó có mà thấy chưa. Nên từ nơi đó mà mỗi một con người tin sâu nhân quả là cái pháp hay nhất. Như vậy thì quý vị về đây tu hành nghe như vậy rồi, tất cả những cái công quý vị mà tạo ra thì quý vị sẽ lãnh cái quả. Tùy vào cái công như thế nào, quả như thế này. Người chết chưa siêu đang cần gì? Người chết chưa siêu đang cần cái gì? Chúng ta mỗi ngày thì cần cơm ăn áo bạn, đúng quý vị? Cái này rất quan trọng, cần cơm ăn áo bạn. Nhưng người chết người ta đâu có cần cơm ăn áo bạn đâu quý vị. Vì người ta đâu có còn cái thân tứ đại đâu mà cần cơm ăn áo bạn. Thí dụ như cái người chết mà mỗi năm quý vị đốt giấy tiền vàng bạc cho người ta, nó không có lợi ích. Vì có cúng mâm cao cổ đầy nó cũng không có kết quả gì chứ. Vậy thì cái người chết chưa siêu người ta cần cái gì? Người ta cần chúng ta tu nhân tích đức để hồi hướng cho người ta. Hiểu không? Bây giờ quý vị tụng trong kinh Địa Tạng rõ ràng luôn. Bà La Môn nữ, Quan Mục nữ, từ cái tâm hiếu với cha mẹ mà nhiệt tình tu hành, rồi nhiệt tình tu hành đó mà đem hồi hướng, rồi nhiệt liệt tu nhân tích đức, làm phước, làm đủ chuyện. Rồi cái quan trọng là cái tu và cái tâm. Từ phàm phu mà trở thành Bồ Tát, từ phàm phu mà trở thành con người hiền nhân. Từ nơi cái tâm đó mà cầu siêu cho mẹ người ta. Từ trong cái tam đồ ác đạo mà sanh lên cung trời hậu phương. Nên người chết là người ta đang cần mình tu nhân tích đức hồi hướng cho người ta, quý vị ơi. Hiểu không? Mà là ở đây là mình đi đến đây là mình có cơ hội nè quý vị. Mình có cơ hội mình được tu, rồi mình được nghe pháp để cởi mở tâm tư. Vị nhớ, hai con người này hẳn nhau nhờ có một người họ nói ra lý luận về cái việc tại sao hai người phải hẳn nhau. Rồi hai người này nghe xong, hai người này hết hẳn nhau. Vậy thì quán thân chế chủ đi theo mình nó báo thù thì cũng nhờ nghe pháp mà họ tạm dừng lại cái chuyện báo thù. Thấy không? Nên cái chuyện nghe pháp là chỗ cực kỳ quan trọng. Nhớ nha quý vị, nghe pháp là việc cực kỳ quan trọng mà nó làm cho tâm quý vị hừng hực lên. Tại vì sao? Vì khi mình nghe pháp giống như được kích thích quý vị. Cái năng lượng đặc biệt nhất là từ nghe pháp để cởi mở tâm tư, nó làm cho tâm hừng hực lên. Những đức nói 3000 lại Bồ Tát Quán Thế Âm mà năm ngoái chúng ta tổ chức, mà nếu không giảng pháp làm sao lại, không giảng pháp sao lại. Quý vị nhớ nghe, cái công đức niệm Phật là lớn nhất, nhưng trong cái thời cuộc chúng ta thì thuyết pháp là thù thắng nhất. Tại vì sao? Vì thuyết pháp mới hiểu, mà hiểu thì mới tu. Nên cái thời Đức Phật còn tại thế, dùng thuyết pháp mà người ta tu người ta chứng quả đó quý vị. Chứ không có rõ ràng một phương pháp tu nào hết, chỉ có thuyết pháp cởi mở tâm tư, thông tâm chứng quả. Hiểu không? Nên cái chỗ chia sẻ Phật pháp là cực kỳ quan trọng. Nên mỗi một con người mình đi về đây, bây giờ mình cầu an cho người thân, cầu siêu cho người thân, thì mình nhiệt tình hết mình, cực lực lên. Có công thì mới có quả quý vị. Có công thì có quả. Mà cái công lớn nhất của quý vị là ngồi đông đúc, nực nội, chặt chội, chen lắng cơm nước rồi đủ chuyện. Như vậy mà quý vị giữ được cái tâm an lạc, quý vị bị tu, đây là cái công lớn nhất. Chứ làm sao? Bây giờ Như Đức hỏi quý vị nè, cái cô này cô niệm Phật, cô niệm thiệt là nhiều, cô niệm ngày niệm đêm, cô niệm chen ô, cô niệm đừng có nói nữa. Mưa gió bão bùng mà niệm quá trời niệm, mà tự nhiên ai đụng bản cáp là quay lại làm
Vi nghĩ đi, niệm Phật nhiều mà đụng tới vậy là người đó có con vua không? Không. Mà bây giờ quý vị nghe pháp niệm Phật có mấy câu thôi mà ai mà đụng quý vị một cái, A Di Đà Phật, đó là công phu nghe quý vị, thấy không? Rồi cái hộp cơm đang để với mình dối tay vô, cái bà chụp hộp cơm trước mặt mình luôn. Lúc này mới đòi hỏi công phu mình sao nè. Lúc này mới là công phu làm sao. Rồi cái chỗ ngồi mình á, vậy đó, vừa bước ra mà cái bà đã bước vô bà ngồi liền. Lúc này mới là công phu mình sao nè. Công phu làm sao. Lúc này là công gì? Một là công phu, hai là công giọng. Hiểu chưa? Còn bây giờ mình ngồi tại chỗ đó thì ai đâu mà người ta nhào vô được. Nhưng mà bây giờ mình bước ra ngoài, ai mà biết chỗ này của mình? Mà không ai ngồi coi nữa thì người ta vô người ta ngồi chứ sao? Mà người ta vô người ta ngồi rồi mà mình đi vòng vòng người ta, mình đi vòng vòng mình làm gì nè? Canh me quý vị. Bà kia bà nói canh gì mà canh. Vừa bước ra thì tôi ngồi chứ canh gì. Đó. Lúc đó mình có dịu cái tâm được hay không thì mình sẽ biết cái công phu mình nó cỡ nào rồi đó. Thấy vậy? Đó. Rồi bây giờ đi đến đây thiệt là đông người gì nè. Mình là người niệm Phật cầu sanh cực lạc. Vậy mà nội trong số lượng đông người này nè, có những người bị mất điện thoại, có những người bị móc túi nè. Có đó. Thì bây giờ á, lúc này mới biết cái công phu mình sao. Bây giờ á, ai mà không hiểu nhiều nghe, mắc một cái nghe, quay lại đi chùa công đức gì, công đức gì. Chưa có gì, mắc tiền rồi. Có gì đâu, công đức gì đâu. Tao ra ngoài uống cà phê luôn, nghĩ là tôi. Thì tiêu rồi quý vị. Nghe không? Vừa mắc tiền mà vừa bỏ tu, không được cái gì hết chứ. Còn thí dụ như mình mắc tiền mà cái tâm của mình hiểu được nhân quả, mình nghĩ rằng bây giờ bao nhiêu con người tại sao không mắc mà đè ngay mình mắc, là mình biết cái quả báo của mình đã từng gieo cái nhân lấy của người ta, bây giờ nó lợi nó lấy của mình lại. Đó là công phu đó quý vị ư. Nghe không? Nhớ nghe quý vị. Chúc vị an lạc vị ơi. Chúng ta quyết tâm niệm Phật để về cực lạc quý vị ơi. Rồi chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.